Nam mô Bụt Thầy. Xin hỏi vị, hỏi sư trụ trì hôm nay thượng tọa Giác Đẳng có mặt nhưng mà có thể thuyết được không ạ? Vậy tốt, dạ. Như vậy thì chúng tôi yên tâm dẫn nhập rồi. Vì nếu không có thượng tọa Giác Đẳng thì chúng tôi điền khuyết thì cho đọc bài thôi. Chúng tôi giảng kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, hôm nay tên bài kinh cũng là Purnamasuttam, tức là ngày rằm, nhưng mà hôm nay là Chula Suttam, tức là tiểu kinh. Ngày hôm qua thì chúng ta học đại kinh. Đức Phật ngài trả lời câu hỏi của một vị tỳ kheo lậu tận muốn cho 60 vị đệ tử của mình được nghe pháp Đức Thế Tôn giáo huấn. Cho nên Đức Phật đã thuyết bài pháp đó, trả lời từng câu hỏi thì hơi dài, cho nên gọi là đại kinh. Hôm nay trong bài học này chỉ ngắn thôi. Ở trong chúng ta thường thường chúng ta nghe nói kẻ ngu người trí hay là tiểu nhân với quân tử, chúng ta chỉ hiểu một cách thông thường như vậy. Nhưng mà ở trong bài kinh này Đức Phật ngài giải thích cho chúng tỳ kheo nghe về hai hạng người là Sappurasat, tức là hạng phi chân nhân, mà ở đây được gọi là người bất chánh, và Sappurasat là hạng chân nhân, là cái người chân chánh. Thực ra thưa quý vị, nếu mà xài cái chữ chân nhân và phi chân nhân, cái danh từ mặc dù là một danh từ Phật học, chúng ta ít có người hiểu, nhưng mà cái từ đó mới dịch sát với cái chữ Sappurasat và Asappurasat. Thì ở đây đó, nếu như mà hỏi thế nào là người bất chánh, thế nào là người chân chánh, thì ai cũng có thể trả lời được, nhưng mà trả lời không đúng theo Đức Phật. Còn nếu như hỏi là thế nào là hạng người phi chân nhân, thế nào là hạng người chân nhân, thì ở đây chúng ta sẽ có câu trả lời do Đức Phật thuyết. Hạng phi chân nhân nó có 7 cái sự kiện, như là thành tựu pháp, thành tựu phi diệu pháp, rồi thân cận với bậc phi chân nhân, rồi có ý nghĩ bậc phi chân nhân, Sapadesit Chinti có tư tưởng của bậc của hạng phi chân nhân, Sapadesat Manti có lời nói phi chân nhân, Sapadesat Vacho có hành động của hạng phi chân nhân, Sapadesat Kamanto có tri kiến của hạng phi chân nhân, Sapadesati và có cái sự bố thí của cái hạng phi chân nhân là Sapadesat Đa Năng. Thì ở đây đó, khi mà xài cái nghĩa như thế này thì đến khi mà chúng ta đọc qua Trung Bộ Kinh, ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, Tương Bộ Kinh đó, thì chúng ta mới có cái sự nhất quán. Thí dụ như ở trong Tăng Chi Bộ Kinh thì vẫn có cái pháp Sapadesat Đa Năng, nhưng mà ở trong đó thì ngài nói rằng năm pháp, năm sự bố thí của phi chân nhân.
Nhưng mà ở đây thì chữ Asabrissa đa năng thì ngài nói là bố thí, với sự bố thí của hạng người bất chánh thì kinh điển chúng ta thiếu sự nhất quán như vậy, cho nên có đôi khi chúng ta đọc chúng ta thấy nó có cái sự lạc lõng. Do vậy cho nên chúng tôi mới nhắc ở điểm này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nghe trước tiên là chánh kinh của bài học, rồi sau đó xin cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng giảng sư hôm nay thứ năm sẽ thuyết giảng. Kính thưa quý vị, vì hôm nay ở chỗ của Thượng tọa Giác Đẳng mới vừa cúp điện lâu rồi, mới vừa có điện cho nên chưa kịp soạn cái giáo trình thắng pháp A Tỳ Đàm, thắng pháp A Tỳ Đàm, do đó cho nên hôm nay cũng học cái giáo trình Tùng Bộ Kinh tiếp tục. Bây giờ xin mời cô Nhật Quỳnh đọc cho chánh kinh Nam Mô Thầy. Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài Từ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Và dạ, cảm ơn Hoa Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con xin đọc phần chánh kinh. Bài học hôm nay Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya bài 110 Tiểu Kinh Mãn Nguyệt Chu Rabun Nama Sutta phân đoạn 530 đến 533. Cũng như kinh trước, đây là pháp thoại được bậc đạo sư giảng trong ngày trăng trăng tròn nên gọi là kinh Mãn Nguyệt. Ngắn hơn bài kinh trước nên bài này gọi là tiểu kinh. Trong bài kinh này, Đức Phật đặc biệt đề cập đến khả năng nhận thức. Người ác không thể phân biệt ai thiện, ai ác. Ngược lại, người thiện dễ dàng biết được ai ác, ai thiện. Đức Phật cũng mô tả chi tiết thế nào là người ác và người thiện. 530. Người ác không biết được ai ác, ai thiện. Để hiểu thực tánh của người ác và người thiện thì một người phải vượt khỏi cảnh giới ác xấu. Nếu không thì khó lượng định rõ ràng. Kinh văn như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Sawatthi tại Buddhabarama Đồng Viên Nigara Matu Bà Sa Đề Lộc Mẫu giảng đường. Lúc bấy giờ trong ngày Bồ Tát ngày trăng tròn, trong đêm rằm, trong đêm trăng rằm, Thế Tôn đang ngồi giữa trời, xung quanh có chúng tỳ kheo đông vây. Rồi Thế Tôn nhìn chúng tỳ kheo đang yên lặng, hết sức yên lặng, và bảo các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, một người bất chánh Asabudissa có thể biết một người bất chánh. Người bất chánh là vị này hay không? Bạch Thế Tôn, biết được lành thai, này các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, không thể có sự tình, không thể có sự kiện một người bất chánh có thể biết một người bất chánh. Người bất chánh là vị này. Này các tỳ kheo, nhưng một người bất chánh có thể biết một người chân chánh. Người chân chánh là vị này hay không? Bạch Thế Tôn, không biết được. Lành thai, này các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, không thể có sự tình, không thể có sự kiện một người bất chánh có thể biết được một người chân chánh. Người chân chánh là vị này. 531. Thế nào là một người ác?
Người ác không đơn thuần chỉ có hành động ác xấu. Kinh văn: Người bất chánh, này các tỳ kheo, là người đầy đủ pháp bất chánh, giao du với người bất chánh, suy tư như người bất chánh, tư lường như người bất chánh, nói năng như người bất chánh, hành động như người bất chánh, có tà kiến như người bất chánh, bố thí như người bất chánh. Và này các tỳ kheo, như thế nào là người bất chánh đầy đủ pháp bất chánh? Ở đây, này các tỳ kheo, người bất chánh, bất tín, vô tàm, vô ý, nghe ít, biến nhát, thất niệm, liệt tuệ. Như vậy, này các tỳ kheo, là người bất chánh đầy đủ pháp bất chánh. Và này các tỳ kheo, như thế nào là người bất chánh giao du với những người bất chánh? Ở đây, này các tỳ kheo, những vị bà đã môn nào bất tính, vô tàm, vô ý, ít nghe, biến nhát, thất niệm, liệt tuệ, những vị ấy là bạn, là thân hữu với người bất chánh ấy. Như vậy, này các tỳ kheo, là người bất chánh giao du với người bất chánh. Và này các tỳ kheo, như thế nào là người bất chánh suy tư như người bất chánh? Ở đây, này các tỳ kheo, người bất chánh suy nghĩ tự làm hại mình, suy nghĩ làm người khác, suy nghĩ làm hại cả hai, vân vân. Như vậy, này các tỳ kheo, là người bất chánh suy tư như người bất chánh. Và này các tỳ kheo, thế nào là người bất chánh tư lường như người bất chánh? Ở đây, này các tỳ kheo, người bất chánh tư lường tự làm hại mình, tư lường làm hại người, tư lường làm hại cả hai. Như vậy, này các tỳ kheo, là người bất chánh tư lường như người bất chánh. Và này các tỳ kheo, như thế nào là người bất chánh nói năng như người bất chánh? Ở đây, này các tỳ kheo, người bất chánh nói lời nói láo, nói lời hai lời, nói lời ác khẩu, nói lời phù phiếm. Như vậy, này các tỳ kheo, là người bất chánh nói năng như người bất chánh. Và này các tỳ kheo, như thế nào là người bất chánh hành động như người bất chánh? Ở đây, này các tỳ kheo, người bất chánh sát sanh, lấy của không cho, làm các tà hạnh trong các dục. Như vậy, này các tỳ kheo, là người bất chánh hành động như người bất chánh. Và này các tỳ kheo, thế nào là người bất chánh có tà kiến như người bất chánh? Ở đây, này các tỳ kheo, người bất chánh có tà kiến như sau: không có bố thí, không có lễ hy sinh, không có tế tự, không có quả dị thục các nghiệp thiện ác, không có đời này, không có đời khác, không có cha, không có mẹ, không có loại hóa sanh. Ở đời, không có những vị sa môn, những vị bà la môn chánh hướng, chánh hạnh đã tự mình chứng đạt với thượng trí đời này và đời khác, và truyền dạy lại. Như vậy, này các tỳ kheo, là người bất chánh có tà kiến như người bất chánh. Và này các tỳ kheo, thế nào là người bất chánh bố thí như người bất chánh? Ở đây, này các tỳ kheo, người bất chánh bố thí một cách vô lễ, bố thí không phải tự tay, bố thí không có suy tư kỹ lưỡng, bố thí những vật không cần dùng, bố thí không nghĩ đến tương lai. Như vậy, này các tỳ kheo, là người bất chánh bố thí người bất chánh. Này các tỳ kheo, người bất chánh ấy đầy đủ pháp bất chánh như vậy, giao du với người bất chánh như vậy, suy tư như người bất chánh như vậy, tư lượng như người bất chánh như vậy, nói năng như người bất chánh như vậy, hành động như người bất chánh như vậy, có tà kiến như người bất chánh như vậy, bố thí như người bất chánh như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, sinh vào cảnh giới của những người bất chánh. Và này các tỳ kheo, thế nào là cảnh giới của những người bất chánh? Địa ngục hay là bạn sanh? 532. Người thiện trái lại với người ác, biết được ai thiện, ai ác. Người hiền thiệt như người đứng cao, có thể thấy được cả hai tầng lớp cao thấp. Kinh văn: Này các tỳ kheo, một người chân chánh có thể biết được một người chân chánh, người chân chánh là vị này hay không? Thưa biết được,
Bạch Thế Tôn, lành thay, này các tỳ kheo, sự tình này xảy ra là người chân chánh có thể biết được người chân chánh. Người chân chánh là vị này. Nhân này các tỳ kheo, người chân chánh có thể biết được người bất chánh là vị này hay không? Thưa biết được, Bạch Thế Tôn, lành thay, này các tỳ kheo, này các tỳ kheo có sự tình này là người chân chánh có thể biết được người chân người bất chánh, người bất chánh là vị này. 533, thế nào là người thiện? Một người thiện trí đúng nghĩa không phải chỉ có hành động thiện mà còn có sự minh mẫn trong nhận thức. Kinh văn: Này các tỳ kheo, người chân chánh đầy đủ chánh pháp, giao du với bậc chân chánh, suy nghĩ như bậc chân chánh, tư lường như bậc chân chánh, nói năng như bậc chân chánh, hành động như bậc chân chánh, có chánh kiến như bậc chân chánh, bố thí như bậc chân chánh. Và này các tỳ kheo, thế người chân chánh đầy đủ chánh pháp. Ở đây, này các tỳ kheo, người chân chánh có lòng tin, có lòng tàm, có lòng quý, có nghe nhiều, có tinh cần, tinh tấn, có chánh niệm, có trí tuệ. Như vậy, này các tỳ kheo là người chân chánh đầy đủ những chánh pháp. Và này các tỳ kheo, thế nào là người chân chánh giao du với bậc, thế nào là người chân chánh giao du với các bậc chân chánh? Ở đây, này các tỳ kheo, những vị sa môn và la môn nào có lòng tin, có lòng tàm, có lòng quý, nghe nhiều, tinh cần, tinh tấn, chánh niệm, có trí tuệ, những vị ấy là bạn, là thân hữu của vị chân chánh ấy. Như vậy, này các tỳ kheo là người chân chánh giao du với bậc chân chánh. Và này các tỳ kheo, như thế nào là người chân chánh suy tư như người chân chánh? Ở đây, này các tỳ kheo, người chân chánh không suy nghĩ tự làm hại mình, không suy nghĩ làm hại người khác, không suy nghĩ làm hại cả hai. Như vậy, này các tỳ kheo là người chân chánh suy tư như người chân chánh. Và này các tỳ kheo, như thế nào là người chân chánh tư lường như người chân chánh? Ở đây, này các tỳ kheo, người chân chánh không tư lường tự làm hại mình, không tư lường làm hại người khác, không tư lường làm hại cả hai. Như vậy, này các tỳ kheo là người chân chánh tư lường như người chân chánh. Và này các tỳ kheo, thế nào là người chân chánh nói năng như người chân chánh? Ở đây, này các tỳ kheo, người chân chánh từ bỏ không nói láo, từ bỏ không nói hai lưỡi, từ bỏ không khẩu, từ bỏ không nói khiếm lực. Như vậy, này các tỳ kheo là người chân chánh nói năng như người chân chánh. Và này các tỳ kheo, thế nào là người chân chánh hành động như người chân chánh? Ở đây, này các tỳ kheo, người chân chánh từ bỏ sắc sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ làm các tà hạnh trong dâm dục. Như vậy, này các tỳ kheo là người chân chánh hành động như người chân chánh. Và này các tỳ kheo, thế nào là người chân chánh có chánh kiến như bậc chân chánh? Ở đây, này các tỳ kheo, người chân chánh có chánh kiến như sau: có bố thí, có lễ hy sinh, có tế tự, có quả vị thục các nghiệp thiện ác, có đời này, có đời khác, có cha, có mẹ, có loại hóa sanh. Ở đời có những vị sa môn, những vị bà la môn chánh hướng, chánh hạnh, đã tự mình chứng đạt với thượng trí đời này và đời khác và truyền dạy lại. Như vậy, này các tỳ kheo là người chân chánh có chánh kiến như người chân chánh. Và này các tỳ kheo, thế nào là người chân chánh bố thí như người chân chánh? Ở đây, này các tỳ kheo, người chân chánh bố thí một cách lễ độ, bố thí với tự tay, bố thí có suy tư kỹ lưỡng, bố thí những vật cần dùng, bố thí có nghĩ đến tương lai. Như vậy, này các tỳ kheo là người chân chánh bố thí như người chân chánh. Này các tỳ kheo, người chân chánh ấy
đầy đủ chánh pháp như vậy, giao du với người chân chánh như vậy, suy tư như người chân chánh như vậy, tư lượng như người chân chánh như vậy, nói năng như người chân chánh như vậy, hành động như người chân chánh như vậy, có chánh kiến như người chân chánh như vậy, bố thí như người chân chánh như vậy. Sau khi thân hoại mạng chung, sinh vào cảnh giới của những người chân chánh. Và này các tỳ kheo, thế nào là cảnh giới của người chân chánh? Đại tánh của chư thiên hay đại tánh của loài người? Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn chú thích tỳ kheo Giác Đẳng. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi giảng giải bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha. Dạ, con kính nhân Minh Đinh Sư. Nam Mô Bụt Tha. Dạ, kính thưa đại chư Tổ Thư Sư, đảnh lễ chư Tôn Đức Trân Chào Tất Cả Quý Phật Tử. Thưa quý vị, tối hôm qua lúc chúng tôi soạn bài thắng pháp, đang vẽ biểu đồ thì chủ bị cúp điện. Lúc đó chúng tôi cũng còn gian dở nữa chứ. Thật tình thì sáng sớm cũng có thể thức dậy. Và nếu có điện thì cũng có thể soạn bài tiếp, cũng kịp chứ không phải không kịp. Nhưng mà nghĩ rằng chắc tuần này cho cái cơn bão nó đi qua. Hôm nay trời hy sinh bắt đầu tương đối ấm lại và đã có trở lại. Chứ tôi cũng không biết là mình là ở đâu có bị cúp điện hay không. Năm nay đặc biệt chứ, thì thường mỗi năm là hãy mất điện rồi có điện lại thì thôi. Nhưng mà năm nay ở tại Houston đó, có rất nhiều nhà là mất điện rồi có điện lại, có điện rồi là mất điện lại. Chúng tôi nghĩ trong một cái lớp học mà tương đối là dễ điều học đó, đó là lớp dạy thắng pháp, bởi vì đối cục thì chúng tôi có thể điều học qua iPhone được. Đó là trung bộ, xin lỗi, lớp trung bộ. Bây giờ thì chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Và như ngày hôm qua và lời dẫn nhập của Thượng Tọa Thiền Sư khi nãy đó, mãn nguyệt có nghĩa là ngày trăng tròn. Thời Đức Phật còn tại thế đó, ở trong đạo tràng của Đức Phật và cũng như sinh hoạt hầu hết của những người Ấn Độ đó, là họ rất là chuộng ngày trăng tròn. Vì chúng ta biết là thời xưa không có đèn điện nhiều về như bây giờ. Mà nếu chi tỳ kheo đến chỗ nào sinh hoạt buổi tối mà trở về buổi tối phải dùng cái đuốc liền biết rồi, nó là cả một vấn đề. Do vậy thì thường ngày trăng tròn ở trong cái nền Veda văn hóa của Ấn Độ thì thưa quý vị là một ngày được ưa chuộng cho nhiều sinh hoạt lễ hội. Ở trong tôn giáo thì đó là những ngày như ngày Bồ Tát, những ngày mà có tụ họp v.v. Bài kinh này cũng như bài kinh trước tên là Mãn Nguyệt, nhưng mà chúng ta có thể nói gì là ngày trăng tròn hay là ngày trăng rằm. Ở trong tiếng Hindi ngày nay còn có chữ Purima, rất là phổ thông đi nói tới ngày rằm. Prom cũng từ cái chữ Prom mà chúng ta có chữ rằm. Bây giờ một ý nghĩa thứ hai mà chúng ta nên nói tại đây đó là nếu mà nhìn vào cái sinh hoạt của tăng chúng thời Đức Phật và cũng như sau này ở tại các tu viện, chúng ta thấy rằng dựa trên một cái căn bản đó là tu tập trong sự im lặng hay là trong sự thanh tịnh. Và ngoài cái sự tu tập trong sự im lặng thanh tịnh đó thì nghe pháp, học pháp. Chúng ta để ý thấy chưa, vậy là đa số các cái giáo phái tôn giáo đó mà không có chiều sâu về nội tâm đó, thì người ta hay tổ chức những cái sinh hoạt rất là ồn ào, giống như là từ thiện xã hội hay là văn nghệ v.v.
Nhưng mà trong cái đời sống tu tập của tăng chúng đó, thì ngoài cái chuyện mà im lặng để thiền định, sống trong chánh niệm, đối với cái sinh hoạt như là đi khất thực ăn uống đó, thì chư tỳ kheo có cái đặc biệt là nghe pháp. Như chúng ta thường nghe trong kinh có hai pháp, thì đó là thân cận với bậc chân nhân và nghe diệu pháp. Nghe pháp đồng tự pháp là một sinh hoạt rất là nổi bật ở tại các thiền viện được. Đó là ảnh hưởng do truyền thống ngàn xưa. Thì Đức Phật khi mà còn tại thế đó, trong những ngày bình thường nếu có thể được thì Ngài giảng pháp cho chư tăng bằng nhớ là ảnh hưởng do truyền thống ngàn xưa. Thì Đức Phật khi mà còn tại thế đó, trong những ngày bình thường nếu có thể được thì Ngài giảng pháp cho chư tăng bằng ngày. Nhưng mà riêng vào trong ngày Bồ Tát trăng tròn thì Ngài hay dùng thời giờ đó để giảng pháp cho chư tăng vào trong đêm Bồ Tát. Và đây là một cái đêm trăng rằm Bồ Tát. Thưa quý vị, trong cái bài pháp nhân ngày trăng tròn thì Đức Phật lại đề cập đến hai hạng người. Và hai hạng người này đó, chúng ta thường nghe thoáng qua thì ít khi mà chúng ta phân biệt rõ ở trong tiếng Phạn cũng giống như là trong chữ Hán. Ở trong chữ Phạn có chữ Sapurisa, Sapurisa rồi có chữ Pandita. Chữ Pandita gì là thiện trí, là một người tốt nhưng mà rất là sáng suốt. Trong khi chữ Sapurisa thì nói về cái đức nhiều hơn, nói về đức, tức là đó là một con người. Đúng là chữ Sapurisa là con người, đúng nghĩa là con người, gọi là Sapurisa. Khi mà nói con người, đúng nghĩa con người, tức là con người có những đặc tính rất là tích cực của một con người. Nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu chung chung là một cái người Pandita thì là người tốt nhưng mà có cái ưu việt về mặt trí tuệ. Có thể là một người đa văn quảng kiến, người học nhiều hiểu rộng là vừa là Pandita. Nhưng mà một người Sapurisa thì không nhất thiết là người đa văn quảng kiến. Và chỉ có cái đời sống được đúng, được đẹp. Thì trong cái văn hóa của Ấn Độ như văn hóa Trung Hoa đó, thì đều có những cái khái niệm mà đôi khi tương đối gần với nhau. Gần với nhau trong trong cái chữ, trong chữ Hán có cái cụm từ là chánh nhân quân tử. Và chữ chánh nhân quân tử thì chữ chánh nhân đó nó lại là cái chữ mà rất là gần với chữ Sapurisa. Thật ra thì một chữ mà cũng thường được dịch và Ngài Kumara Thập Ngài dùng nhiều, rồi sau này Ngài Hòa Thượng Minh Châu này cũng dùng, đó là chữ chân nhân. Và chữ chân nhân thì chúng ta nghe quen thì cứ xài, nhưng mà chữ chân nhân đó ở trong chữ Hán đó nhiều khi là họ nghiêng về một cái đạo, một cái đạo mà chúng ta gọi là đạo lão. Nghiêng đạo lão, các cái vị mà vào tập chữ là những vị chân tử và những vị mà đã thành nhân thành thiền, đã có một cái thành tựu trong đạo học rồi đó, thì gọi là chân nhân. Lấy ví dụ như là chúng ta đọc Phong Kiến Xuân Thu thì Tôn Tẫn là một chân nhân. Dạ, tính Tôn Tẫn là một chân nhân, tức là chưa có tu thành tiên giống như Quỷ Cốc Tiên Sinh hay Lê Sơn Thánh Mẫu, nhưng mà đã có những cái tự ở trong đạo gia, nên các vị này gọi là chân nhân. Chứ thì nghĩ rằng bởi vì chữ này đó thì đã có xài ở trong trong đạo gia, ở trong đạo lão, thành ra nhiều khi chúng ta xài chúng ta phải rất là cẩn thận. Cái chữ Sapurisa dịch là chánh nhân hay là chánh nhân quân tử thì chừng đó đúng hơn. Dạ, chánh nhân quân tử tức là một người có những cái đức độ và có những cái đặc tính của một người tốt. Dạ,
chữ Sapurisa là người tốt, còn chữ Pandita là một người thiện trí, thì phải nói là có cái sự ưu việt về mặt trí năng, trí tuệ. Chúng ta dùng chữ Pandita. Và thứ vì ngược lại Asapurisa, Asapurisa ở đây đó chỉ chung cho những người không có thành tựu được những cái đức tính tốt, nhưng mà họ nhưng cái chữ này nó chưa nặng bằng chữ chữ Ba Lá. Dạ, Ba Lá là người 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 xấu, và chúng ta có chữ Ba Pa hay là Ba Pika. Dạ, chữ Ba Pa là chỉ cho người ác, nó rất là ác. Thì cái người không tốt, rồi người xấu, rồi người rất là ác, thì nó cũng có những cái tầng cấp khác nhau. Thì thưa quý vị, chúng ta nên nói rõ điều này để vì bởi vì ngay cả ở trong tăng chúng giữa các vị tu sĩ đó, thì cũng không hẳn là có những vị mà chúng ta gọi là Ba Lá hay là Ba Bá được là vị ác tăng được. Nhưng mà Asapurisa là những vị thành phần mà không được tốt lắm á, thì có nhiều thì tốt quá nhiều. Và ở đây là điều thứ một cái người không tốt á, không có nghĩa là một người xấu xa hay là người ác. Thí dụ như chúng ta nói là một người không có niềm tin mạnh mẽ, người không có tinh tấn, người không có chịu học hành, thì cái người đó Asapurisa nhưng mà không gọi là người ác. Thì ở đây trong đời sống tu hành đó, chúng ta nghe câu nói rằng ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Thì Đức Phật Ngài cũng dạy trong rất nhiều đoạn kinh, và có một đoạn kinh Ngài dạy rằng thân cận với bạn lành hay thân cận với thiện hữu là toàn phần phẩm hạnh, mang nhiều ý nghĩa. Và chỉ thân cận, chỉ sivana, chỉ thân cận đó là một cái từ vựng mà Đức Phật nhắc rất là nhiều lần về cái khuynh hướng qua lại. Chúng ta sống ở trong một cộng đồng, mỗi người có một tánh ý, nhưng mà những người nào mà chúng ta thường qua lại thân cận thì nói lên cái đặc tính là chúng ta là ai. Dạ, một người xấu thì không thích giao du với người tốt, và người tốt thì không thích giao du với người xấu. Thì thưa quý vị, ở đây chúng ta tạm dịch là người chữ Sapurisa là người tốt hay là người chánh nhân, quân tử. Thì bây giờ cái người tốt hay không tốt theo cái quan điểm thường thức, quan điểm chúng ta là người nào tử tế mình gọi là người tốt. Nhà ví dụ như là một Phật tử đi chùa mà có những người khác họ họ để ý đến mình, họ tặng cho mình một món quà, hay là họ hỏi thăm mình khi mình bệnh vân vân, thì mình gọi đó là người tốt. Thì cái tốt và cái không tốt mà chúng ta quan niệm đó là cái quan niệm cái vỏ ngoài thì hơi hợp ở bên ngoài thôi. Dạ. Nhưng mà khi mà Đức Phật Ngài dạy đến cái người tốt đó, thì Ngài có đưa ra nhiều cái khía cạnh khác nhau. Mà những khía cạnh này á, nếu chúng ta đọc thật kỹ, chúng ta đọc thật kỹ lời Đức Phật dạy đó, thì chúng ta thấy rằng trong đó có nhiều cái gợi ý quan trọng. Dạ, quan trọng. Ví dụ như là một cái người mà một người tốt á, thì là người giao du với bạn tốt, suy nghĩ như là một người tốt, và tính toán như là một người tốt, nói năng như là một người tốt, hành động như người tốt, có cái nhìn như người tốt, và biết cho hay là biết bố thí như người tốt, và thân ngoại bạn chung thì sanh vào cảnh giới an lạc. Ở tại đây với những điều này, Đức Phật Ngài đưa ra nhiều phương diện mà có thể một số phương diện làm cho chúng ta rất là ngạc nhiên. Thí dụ mình nói là người tốt, mình có hành động tốt không, mà Đức Phật Ngài nhấn mạnh đến là có cái sự suy nghĩ tốt và có cái sự tính toán tốt. Rồi Đức Phật Ngài cũng dạy rằng người đã chẳng những có cái nhìn tốt mà còn biết bố thí tốt nữa. Biết cho một chân bố cho theo cách của bậc tiên trí.
Và những điểm này là cái nhiều cái phương diện của cuộc sống mà chúng ta cần hiểu. Cái này thưa quý vị, riêng về trong Phật Pháp đó, thì không phải ngày hôm nay mà ngay cả thời Đức Phật còn tại thế, ở trong tăng chúng cũng có nhiều thành Phật. Và những ai mà qua lại với thành phần nào đó, thì điều đó có nghĩa là nó một phần nào nói về bản chất của con người. Con thỉnh sư cầm mic trở lại, đạo tràng không nghe được à, bạch sư. Con kính nhân mic đến sư. Dạ, quý vị có nghe lại được không? Dạ. Thưa quý vị, có những ngày mà chúng ta học những vấn đề rất là tinh tế, rất là chuyên môn, đào sâu. Ví dụ ngày hôm qua, bản Nguyệt Đại Kinh chúng ta học về năm quẩn, chúng ta học về ngã chấp, chúng ta học về cái nhìn quán chiếu, tuệ giác. Nhưng mà cái nhìn trong bài kinh ngày hôm nay thì ngược lại, chúng ta nhìn vấn đề một cách rất là phổ thông, rất là thường thức ở trong cuộc sống hàng ngày. Cái thường thức này cho chúng ta biết một số những cái biểu tướng của những người tốt và những người không tốt. Thế ở đây trước nhất thưa quý vị, sự giao thiệp, dạ, xin sao sự thân cận, sự thân cận qua lại với một người đó là nó nói lên rằng chúng ta và người đó phải phải thích hợp với nhau lắm, dạ, phải thích hợp với nhau. Chúng ta gọi là phải tri âm tri kỷ, hay nếu không tri âm tri kỷ cũng là mình thích với nhau. Đời sống hàng ngày mình phải coi rằng mình thích đi lại với người nào. Ví dụ một người mà thích đàng hoàng, họ không có thích ưa giao tiếp với những người mà có những cái việc không đàng hoàng. Hay một người mà thích tu học thì thật ra người đó không thích chơi với người mà thích đánh bài bạc rượu chè mà không có để đời sống nội tâm. Thì cái sự qua lại, sự thân cận đó, nó là một cái biểu tướng cho thấy người đó là ai. Người tốt đó, thì đi tìm người tốt, và người xấu đi tìm người xấu. Nó có một cái gọi là có cái động lực để quấn lại với nhau, để kết lại với nhau. Và cái những cái biểu hồi lộ này thì rất là dễ thấy trong đời sống hàng ngày. Chúng ta không thấy ai mà một người ôn hòa mà lại thích những người cực đoan. Và ngược lại, ít có người cực đoan nào thích những người ôn hòa. Rồi tại sao mà người ta có câu nói là mã tầm mã, ngưu tầm ngưu? Nhưng mà trên thực tế thì cho chúng ta thấy rằng cái khuynh hướng cá nhân đó, nó rất là quan trọng để nó khiến cho người ta qua lại với nhau. Và rồi không phải chỉ có về điểm này, nhưng mà người ác đó, họ còn có những cái biểu tướng khác. Dạ, những cái biểu tướng khác đó là suy tư như người bất chánh và tính toán một cách bất chánh. Cái chữ suy tư là chữ sinh tá. Dạ, cái chữ tính toán ở đây, tính toán ở đây chúng ta gọi là manti. Thì sự suy nghĩ ở đây là trong cách suy nghĩ đó. Thường là một cái người
suy tư phản ứng điều gì mà người đó suy tư một cách hẹp hòi, suy tư một cách tiêu cực, suy tư một cách nghèo nàn, thì cái đó chúng ta gọi là suy tư của một người bất chánh. Thật ra chúng tôi không muốn dùng chữ bất chánh, tại vì chữ bất chánh nghe nó nặng lắm. Ở đây chúng tôi nói suy tư của không phải là một người chánh nhân quân tử. Dạ. Người quân tử thì suy tư ở trong cái thái độ tương đối là tốt hơn. Dạ. Mình làm sao mình tìm khía cạnh tích cực để mà mình suy tư. Và cái sự tính toán của chúng ta cũng vậy. Cái chữ chữ Mati ở đây có nghĩa là tính toán hoặc giả là tư vấn. Dạ. Chúng ta phải hiểu cả hai khi mà mình lượng định một công việc gì đó. Ở trong này dùng cái chữ tư lượng. Chữ tư lượng này khác chữ suy tư. Dạ. Chữ tư lượng này mang cách tính toán. Suy tư nghĩa là một cái thái độ suy nghĩ bình thường. Khi mà mình tính việc gì, giả sử như là với một người mà có cái chất thiện trong người mình nghĩ sao cho nó được tốt cho mọi người. Còn cái người mà không có chất thiện đó, thì có thái độ suy nghĩ bất chấp. Mình muốn như vậy, mình phải làm như vậy chứ. Không cần biết là việc đó có thương tổn tới ai, không cần biết việc đó ra sao. Có những người lạ lắm, thưa quý vị, ở trong cuộc sống là họ ưng cái gì thì họ làm cái ưng gì cái đó. Mà chưa bao giờ họ có một lần suy nghĩ, phản tỉnh trở lại là cái việc mình quyết định, cái việc mình làm, cái việc mình tính toán đó, điều đó có gây phương hại cho ai không? Và kể cả phương hại bản thân của họ. Mình càng không nổi. Dạ. Với một người mà họ nghĩ cái ý nghĩ là mình đừng có tưởng đâu là khi mà Đức Phật nói rằng hại người hại mình á, mình nói ủa mình là tại sao hại mình? Không có đâu. Có những người mà khi mà cái họ không đủ trí tuệ rồi đó, họ làm những việc rất là hại cho bản thân của họ. Dạ, tại hại nhưng mà họ bất chấp. Dạ, họ bất chấp. Chúng tôi có gặp một số các trường hợp lạ lắm, thưa quý vị, là một cái người cái tính hay đố kỵ, hay gây gổ. Và cái sự đố kỵ gây gổ đó, nó làm cho những người đi chung khó chịu và làm cho người khác ghét họ. Mà lâu lâu mình nhắc mình khuyên cũng không được. Dạ, mình nhắc khuyên. Ông bà chúng ta có nói rằng mình làm cái việc đó mà té vàng, té bạc thì mình không. Mấy người này khi cái tâm đã ganh tị đố kỵ rồi đó, những gì họ nói, những gì hành động đó, nó chỉ làm cho người khác ghét họ, ngờ vực họ, đặt câu hỏi về họ, nhưng mà họ vẫn làm. Thật ra mình nhớ một điều như vậy là một người mà đã thiếu trí tuệ rồi, một người đã không có sống cuộc sống tốt rồi đó, thì những việc gì mà có hại cho bản thân họ, họ cũng làm, đừng nói chi là hại cho người khác. Dạ. Chúng ta không thể nào trông cậy ở người đó hết. Dạ. Tại vì sao? Tại vì người ác á, người bất chánh á, thì thân cận với người bất chánh, suy tư như người bất chánh và tính toán lượng định công việc giống như người bất chánh. Và cái lượng định như người bất chánh Đức Phật gọi là hại mình hại người, người đó không có nhận ra điều này. Nhưng mà nếu mà có nhìn khách quan bên ngoài sẽ thấy rằng những điều đó hại người hại mình. Và thứ vì dĩ nhiên là do cái suy nghĩ, do cái tính toán như người bất chánh, thì người này cũng nói năng như người bất chánh, hành động như người bất chánh, có cái nhìn như người bất chánh và có cách bố trí như người bất chánh. Thì nói năng như người bất chánh đó, cái lời nói, hành động thì là mình hiểu. Và có hại người hại mình, chuyện đó mình hiểu. Và ở trong này nói rất rõ. Nhưng mà rồi có cái nhìn như người bất chánh, có cái kiến chấp như người bất chánh. Cái kiến chấp này đôi khi rất là tế gì. Chúng tôi lấy một ví dụ là ngay cả ở trong cái giới tu hành, ở giới tu sĩ, cũng vào chùa mặc y, cũng đọc kinh sách như vậy, nhưng mà không phải vị nào cũng tin vào nhân quả, tin vào cái sự bố thí. Và nếu có tin, tin ngoài miệng thôi. Nếu mà chúng ta thật sự tin vào sự bố thí đó, thì chúng ta khoan hỷ là phước đó. Và mình là phước, mình cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là thích thú. Có những người họ không tin về điều đó, chúng tôi
Ở tại chùa Pháp Luân á, ngày Tết á, thì chúng tôi hay tổ chức thỉnh chư tăng. Năm nay thì mỗi ngày thì chỉ có 9 vị, nhưng mà hàng năm có khi mỗi ngày 20 chư tăng ở các quốc gia như Thái Lan, Thích Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia và thì về chùa. Thì có một số Phật tử họ rất là hoan hỷ, có số Phật tử họ rất là hoan hỷ, tại vì họ nói rằng theo cái tinh thần của người Phật tử thì ngày nào làm việc lành thì đó là ngày cát tường, là thời khắc hưng vượng, là vận mệnh hanh thông, phải ngày Tết mà là phước, họ rất hoan hỷ và chúng tôi cảm nhận được điều đó. Bởi vì họ đến chùa rồi, quý vị biết là đầu năm đó, hoặc ít hoặc nhiều họ chia thành nhiều bao thơ, rồi họ cúng dường nó chư tăng và họ cúng, chúng tôi thấy hoan hỷ lắm. Nhưng mà cũng có những người, mà những người này đó họ cũng đi chùa lâu, mà ở các vị trực tiếp nói với chúng tôi rằng thật ra mấy vị họ đến dùng cơm rồi đi về thôi, chứ cũng có cái hình thức thôi chứ cũng không cần lắm, thôi mình thỉnh vài ba hai một hai vị được rồi, cho có với sự được rồi. Thật ra thưa quý vị, chúng tôi hiểu tâm trạng của những vị này cũng lo cho chùa, và cũng nghĩ rằng như là có một vị nói rằng Tết nay ở chùa mình không có sinh hoạt nhiều bởi vì đại dịch, tài chính không có nhiều, thôi mình đừng thỉnh chư tăng. Nhưng mà đó là tùy vào mỗi người có cái nhìn. Nhưng mà đối với cá nhân chúng tôi đó thì nghĩ rằng thời nào mình làm phước được thì cứ làm phước thôi. Mình làm phước mình nên hoan hỷ. Nhưng mà không phải với người cư sĩ mà với các vị xuất gia cũng vậy. Đôi khi mình không thấy được là có cái cơ hội nào đó để mà mình làm phước. Thật ra điều này nói đến cái nhìn. Cái nhìn ví dụ ở trong này quý vị nghe đó, không có bố thí, không có lễ hy sinh, không, tức là không có tế tự, không có các đàn tràng, hay là cha không có ơn mẹ, không có ơn các vị sa môn tu hành, không có cái quả báo của sa môn quả và vật gì, cái việc đó là việc nó ảnh hưởng sâu, ảnh hưởng rất là mật thiết ở trong cuộc sống hàng ngày. Cái nhìn đó tạo nên cái hành động, tạo nên cái việc, tạo nên cái sinh hoạt hàng ngày của đời sống của chúng ta. Và một cách rất là thú vị là trong những cái hiện tướng mà chúng ta nói về người chánh nhân quân tử và một người không phải chánh nhân quân tử, thì Đức Phật có nói trong cái cách cho. Trong cách cho, cái cách cho là cái rất là quan trọng. Cách đây vài hôm chúng tôi cũng có đề cập đến rằng có một người Phật tử, hai anh em, mà người em á khuyên ông anh là iPhone, họ mới ra iPhone mới, thôi anh hai mua iPhone mới đi. Thì ông em nói ồ, ý người anh mới trả lời rằng cái phone còn xài được mà làm tại đổi là cái gì, tránh tốn tiền. Thì người em mới khuyên anh là cứ đổi đi, anh cứ đổi cái mới nó có nhiều cái tốt lắm, còn cái cũ anh đang xài thêm cho ba má đi. Thì thưa quý vị, lúc đó chúng tôi có mặt ở tại đó, và điều mà chúng tôi cảm thấy rất là hoan hỷ đó là người anh đó, là nói rằng đừng có nghĩ như vậy, nếu mà muốn mua cho ba má thì mua cái mới, cái cũ mình xài không xài em bán mắc bán rẻ gì bán, chứ đừng có cho ba má cái cũ. Chúng tôi rất là cảm kích chuyện đó. Ở trong đó nó có hai điều. Điều thứ nhất đó, là cái người cho đó mà nghĩ rằng mình cho không phải cho đồ cũ mình bỏ đi, mình cho dù là cái đồ đó cũng là cho, nhưng mà nó thông thường không cho. Và thứ hai, đối với cha mẹ là bậc đáng cúng dường, mình không có cúng dường những đồ cũ đó. Thì mặc dù cái chuyện không liên quan tới cá nhân chúng tôi, nhưng chúng tôi nghe chúng tôi rất là hoan hỷ, là vì đó là một người hiểu đạo và người thật sự rất có hiếu với cha mẹ, rất là đáng nể. Rất là đáng nể, không phải là mình cho là vì đồ thừa, cho là đồ bỏ đi rồi mới cho là cái chuyện đó là vật rất là trang trọng. Rất là trang trọng mình cho đó, thì mình nên hoan hỷ. Với một người mà có cái cách suy tư như vậy, thành ra cái người mà có trí á, thưa quý vị, khi họ bố thí là bố thí khác. Chúng tôi biết rất nhiều Phật tử mà cái chuyện mê tín dị đoan cúng kiến đó, thí dụ như là họ mời một cái ông thầy bói, hay là mời một thầy đồ đến nhà coi phong thủy đó, họ cúng họ cho người tới 500 1.000 thì rất là dễ. Nhưng mà khi họ đi làm phước mà thật sự phước đó, thì
họ làm một vài chục đồng thì họ cảm thấy khó khăn. Chúng ta không trách được những người đó đâu, tại vì đó là cái nhìn. Nhưng cái sự bố thí của những người đó cho thấy rằng cái trình độ về hay là cái chất thiện của người đó nó có giới hạn lắm. Hay hoặc giả là có những người bình thường bố thí thì không, nhưng mà khi nào mà vào trong các cái buổi gây quỹ mà người ta tranh với nhau mua đấu giá một bức tranh mà mình lên mình mua cảm thấy rằng hãnh diện, cảm thấy nổi tiếng, thì bỏ ra 50.000 mua một cái bức tranh đấu giá cho cái việc đó không có ý nghĩa gì hết. Và cho cái việc mà gây quỹ vì vì cộng đồng quay vị thành kia, nhưng mà lúc có nổi tiếng, để nổi tiếng họ sẵn sàng họ cho, họ đấu giá những bức tranh rất lớn, nhưng mà khi làm những chuyện phước nhỏ, thậm chí cho cha mẹ thì họ cũng tính toán tự động. Thì trong những trường hợp như vậy, mình phải đặt lại vấn đề là người đó có biết cái giá trị của sự cho hay không. Và Đức Phật thầy dạy rằng cái cách của cái người cho đó, nó cho thấy cái trình độ sống của người đó. Dạ. Có nhiều người, thưa quý vị, chúng tôi biết như vậy là họ tiền bạc cũng chật vật lắm, có nhiều khi họ đi hành hương nhưng mà họ thấy cái chỗ đó nghèo quá, chỗ đó cần quá, họ dám mượn tiền những người khác để họ giúp chỗ đó, rồi trở về nhà rồi họ trả nợ lại. Và chúng tôi rất là quý những người như vậy. Tại vì sao? Tại vì những người đó đó, khi mà họ cho đó, họ chỉ nghĩ đến cái lợi ích của người khác, chứ không phải là họ cho là vì cái niềm hãnh diện, vì mình nổi tiếng, vì danh, vì thế này thế kia. Thật ra chúng ta nhớ rằng Đức Phật ngài dạy rằng cái người mà biết cho nó rất khác với cái người và cái người mà không biết cho. Và cái thái độ cho đó cho thấy rằng đó là ai. Thì bây giờ thưa quý vị, cái đoạn sau nói về những người chánh nhân quân tử thì Đức Phật ngài nói ngược lại. Nhưng mà trước khi mà trở lại cái đoạn ngược lại đó thì chúng tôi phải trở lại cái phần rất là đầu tiên mà hồi nãy chúng tôi cố tình không nhắc đấy. Bởi vì sao? Chúng tôi cần nói về cái người mà gọi là Asapurisa trước. Ở đoạn đầu á thì Đức Phật ngài nêu lên một câu hỏi với chư tỳ kheo rằng một cái người mà bất chánh á thì có thể hiểu rõ ai là người bất chánh và ai là người chánh như quân tử không? Thì chư tỳ kheo nói dạ không. Dạ không. Đây là một điểm rất là thú vị, thưa quý vị. Và thú vị giữa cái người có trình độ thấp và trình độ cao ở trong cuộc sống. Cái người trình độ cao đó là họ biết cái vị thế mình mà họ biết những người trên thấp. Nhưng mà cái người trình độ thấp họ không biết người trên cao được. Bởi vì trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật ngài có đưa ra một cái minh họa, một hình ảnh của một người gọi là leo lầu cao trí tuệ, nhìn xuống đống quần sinh và đi lại ở dưới đất. Nhưng mà cái leo lầu cao trí tuệ đây chỉ cho một cái người có cái đời sống nội tâm cao. Và con người trong cuộc sống thường có cái gọi là lấy bụng ta đo bụng người. Một cái người xấu đó thì thật ra họ ít bao giờ hiểu được hết cái tâm địa của người tốt đâu, mà họ người xấu họ khó đoán được cái tâm của người khác. Bởi vì sao vậy? Cái người mà xấu đó họ có cái bệnh gọi là bệnh rất là chủ quan, và thật ra họ không thể hiểu hết những cái người mà có trình độ cao hơn họ. Dạ. Một cái người tâm họ hẹp đó, họ không bao giờ thấy được rằng suy nghĩ như vậy là hẹp, suy nghĩ như vậy là rộng, tại vì tâm họ hẹp. Nhưng cái người mà cái tâm họ rộng rãi đó, họ biết rằng suy nghĩ như vậy là rộng, suy nghĩ như vậy là hẹp, họ biết được. Thì chúng ta có thể nói như vậy là một cái giống như một cái lỗ lớn á, thì con chó lớn chó nhỏ đều chui qua được, nhưng cái lỗ nhỏ chỉ chó nhỏ chui qua, nhưng mà chó lớn không thể chui qua được. Dạ. Con người chúng ta nó có cái thước, mà cái thước nhỏ quá sao đo được cái chỗ thước. Ví dụ như là có ai dùng cái găng tay để mà đo với đất bao giờ, tại vì lý do là cái tâm mình nhỏ không thể đo người khác được. Ở trong cái trí nội tâm chúng ta cũng nên hiểu một điều rằng có cái thế giới của cao rộng. Và không phải là mình nói hãy con người sống cái tâm cái suy nghĩ giống nhau đâu. Không, Đức Phật ngài nói rằng có những cái suy nghĩ là vô lượng tâm. Và có những cái suy nghĩ là có giới hạn, hữu hạn, có hạn cuộc. Và cái vô lượng tâm đó, suy nghĩ càng rộng, rộng đến mức độ mà vượt qua tất cả những cái giới hạn của màu da chủng tộc, vượt qua tất cả giới hạn của thân mà tất cả chúng sanh đi giao á, thì Đức Phật gọi là Brahma Viha, là phạm trú.
tức là cảnh giới cao rộng của thanh tịnh, cảnh giới cao rộng của phạm thi, cảnh giới cao rộng của thiền định. Phải nói rằng ở trong cái giới nội tâm thì có cái rộng và cái hẹp. Nhưng mà chúng ta trở lại nói chuyện ở tại đây, đó là cái người mà cái tâm thuật họ nhỏ hẹp thì họ không thể đo lường được cái tâm của người rộng rãi. Một cái người xấu á, họ không thể hiểu được cái tâm của người tốt. Dạ. Bởi vì quý vị đừng bao giờ trách một điều chúng tôi thỉnh thoảng nghe là ta nói nước mắt chảy xuôi, tại sao cha mẹ hiểu con cái và con cái không hiểu cha mẹ. Thì chúng ta quên đi một điều rằng cha mẹ đó thì cái tấm rộng hơn con, và thương con mà bao la, thành ra hiểu rộng hơn con, thành ra dễ hiểu, rất là dễ hiểu con. Nhưng mà con cái tấm không rộng bằng cha mẹ sẽ hiểu được cha mẹ được. Hay là đôi khi cái tâm của một bậc thiện trí rất là cao rộng, các ngài im lặng thì cái sự im lặng đó không, thì cái người mà tầm thường cũng không hiểu hết, cũng không đo đạt hết cái cao rộng của một cái người mà có nhiều lòng tha thứ, thì cái người tầm thường cũng sẽ đo đạt được hết. Chúng ta thấy có rất nhiều trường hợp như vậy, là một cái người mà thiện đó, họ im lặng để dĩ hòa di quý, họ im lặng vì sự nhẫn nại, họ im lặng vì họ thấy không cần thiết để tạo nên những cái quan cái. Nhưng cái người đối thủ của người này đó thì không thấy như vậy. Người thấy người ta im lặng thì nghĩ là người đó dở, người đó hèn, người đó không có khả năng, thành ra tôi nói người đó nín thinh, không không có dám nói, không dám trả lời. Chuyện này mình chịu thôi. Đừng bao giờ mà đòi hỏi những người xấu phải hiểu mình, tại vì người xấu họ không thể hiểu được cái người cao rộng. Chúng ta nói là một cái người ở trên lầu á, thì có thể nhìn xuống và có thể nhìn chính bản thân của mình, nhưng người ở dưới thì không hiểu người ở trên cao được. Thành ra ở đây Đức Phật Ngài có dạy một điều rằng Ngài có hỏi Chư Tỳ Kheo và Chư Tỳ Kheo trả lời, và Đức Phật Ngài cũng xác nhận là đúng, là cái người mà có cái tâm lượng mà hẹp hòi, tâm lượng mà nhỏ nhỏ nhen đó, thì họ không thể hiểu người có tâm lượng rộng rãi được. Thì bây giờ chúng ta nói đến người gọi là Sắc-bu-ri-sát ở đây chúng ta gọi là người chân nhân. Mà chúng tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta không muốn dịch chữ chân nhân mà qua cái cách của hiểu của đạo lão thì chúng ta gọi là một chánh nhân, rồi chánh nhân quân tử, hay chữ Sắc-bu-ri-sát có nghĩa là một một con người đúng nghĩa là một con người. Dạ, con nghĩa đúng nghĩa con người, tức là người đó có lương tri, người đó có cái sự đàng hoàng, người đó có cái nhìn chân xác đó. Thì Đức Phật này cũng nêu ra một cái người chánh nhân không đơn giản là chỉ có cái là người đó mình thích hay không thích, hay người đó tử tế hay thân thiện với mình, hay là không tử tế không thân thiện với mình, cái chuyện đó chưa, mà người đó phải là người có cái khuynh hướng thân cận với những người chánh nhân. Người chánh nhân thì thân cận với người chánh nhân. Người chánh nhân có cách suy nghĩ, có cách tính toán của người chánh nhân. Người chánh nhân có cách nói năng của người chánh nhân, hành động của người chánh nhân, và có cái nhìn tư kiến của người của chân chánh của một vị chánh nhân, và đồng thời có cách bố thí của người chánh nhân. Dạ. Khi mà chúng ta ở gần những người chánh nhân đó thì mình có thể cảm nhận được điều đó. Dạ. Cảm nhận điều đó một cách rất là rõ ràng. Và rõ ràng lắm. Ví dụ như bây giờ mà chúng ta nói trong cuộc sống á, một cái người mà có trình độ cao á, thì họ nghĩ chuyện gì cũng tích cực hết. Mà cái người mà không trình độ đó, họ nghĩ chuyện gì cũng tiêu cực. Dạ, họ nghĩ chuyện gì cũng tiêu cực hết. Cũng thời Houston bị bão á, mà đôi khi có những người nghĩ chuyện rất là tiêu cực. Cũng thời đại dịch xảy ra, có những người nghĩ chuyện rất là tiêu cực. Nhưng ngược lại có những người nghĩ rất tích cực. Chúng tôi lấy ví dụ là có những thành phố mà những người họ đi ra đường, họ gặp những y tá, bác sĩ, họ đứng họ vỗ tay, họ đứng ở trên lan can, họ hát những bài hát để vinh danh những bác sĩ, y tá. Cái đó là cái nhìn tích cực. Ở trong cuộc sống mình, khi con người mình sống mà đã biết cái tích cực rồi đó, thì mình có nhiều cái suy nghĩ khác lắm. Cái suy nghĩ khác. Nói cách này là người Việt Nam chúng ta đó thì không biết lý do gì, nhưng mà có lẽ chúng ta lớn từ một cái quốc gia Nhật Tiệp,
bị đô hộ nhiều đó. Thành chúng tôi để ý thấy rằng người Việt Nam mình hay có cái tinh thần kỳ thị da màu, và đồng thời người chỉ thị có một số lớn đó, là coi rẻ những người homeless. Homeless ví dụ như mình thấy người ta vô gia cư, không nhà cửa, mình hay nhìn những cái nhìn rất là tiêu cực. Nhưng mà rồi chúng tôi thì không nói chi, nhưng mà chúng tôi có biết một vài người mà chính chúng tôi cũng có nói chuyện qua lại người đó, thì người đó họ làm rất nhiều công việc để giúp cho những người homeless. Và khi chúng tôi nói chuyện thì chúng tôi thấy ở rõ ràng một điều rằng những người này có cái nhìn về những người homeless, những người vô gia cư đó, khác hơn là những người khác. Tại vì nếu mình nhìn những người vô gia cư là những người thất bại trong cuộc sống, là những người dơ dáy, là những người đáng khinh đó, thì mình không thể nào đến giúp đỡ người ta được. Thành cái tâm lượng của một người mà cái cách suy nghĩ của một người mà gọi là Sapurita đó, là người chánh nhân đó, là phải suy nghĩ khác. Mình suy nghĩ làm sao mình có thể giúp đỡ cho người khác, có thể mang lại hạnh phúc, mang lại lợi cho người khác. Ở đây Đức Phật dùng chữ gọi là lợi người, lợi mình. Thì nếu chúng ta đọc kỹ là những gì mà Đức Phật dạy tại đây, một cái người gọi là người chánh nhân, một Sapurisa, thì người đó có cái sự thân cận với những người chánh nhân, có cái suy nghĩ của người chánh nhân, có cái tính toán của người chánh nhân, có cái ngôn ngữ của người chánh nhân, có hành động của người chánh nhân, có cái nhìn hay cái kiến văn của người chánh nhân, và có cái pháp bố thí như người chánh nhân. Một cái người mà gọi là chánh nhân á, ngay cả khi mình mời người khác một cái bánh, một cái nước á, mình cũng mời một cách trang trọng, mời một cách đàng hoàng. Còn cái người mà không có phải là chánh nhân, thưa quý vị, đôi khi mình cho giống như cho của thừa của mứa, mình cho mình không cần biết cái cho của mình nó như thế nào. Mà có nhiều khi mình nghĩ rằng mình cho chỉ biết giá trị đồng tiền, nhưng mà mình không để ý đến cái cách cho. Ở đây Đức Phật nói rất rõ là người chánh nhân là người biết cách cho, và cho một cách đúng cách, đúng pháp. Điều đó là những điều mà chúng ta không thể không lưu ý. Thì thưa quý vị, chúng tôi có nói rằng hai bài kinh về ngày trăng tròn, một bài kinh gọi là kinh dài, tức là Mãn Nguyệt Đại Kinh qua, và hôm nay thì chúng ta có bài kinh Mãn Nguyệt Tiểu Kinh. Chúng tôi không có thích lắm cái chữ Mãn Nguyệt, tại vì chữ Mãn Nguyệt nó không có phổ thông trong tiếng Việt, và đôi khi chữ Mãn Nguyệt chúng ta nghe có nhiều người có thể mường tượng khác. Nếu chúng ta không học học từ trong tiếng Phạn, chúng ta có thể nói rằng từ một cái đại kinh nói về trăng tròn, hay tiểu kinh nói trong ngày trăng tròn. Thì trong cái bài kinh đại kinh vào ngày trăng tròn ngày hôm qua mà chúng ta được nghe đó, là một bài kinh nói một cách rất là sâu sắc, nói một cách rất là chuyên về Phật học ở trong đó, đối với năm quẩn, đối với năm thủ quẩn, nói về những cái sở chấp, nói về ngã chấp, những cái gì rất là sâu xa, cảnh giới của tuệ quán. Và ngày hôm nay đó, thì Đức Phật ngài đề cập đến vấn đề tương đối rất là thường thức, đó là về những hạng người, hai hạng người. Hai hạng người ở đây không phải là hai cái giai tầng trong xã hội, hai hạng người ở đây cũng phải là hai cái trình độ về học thức, học vị, mà hai hạng người ở đây là hai cái hạng người có những cái chất liệu tốt hay là không tốt, và chúng ta gọi là người xấu. Và những hạng người này có mặt ở từ ở trong tăng chúng cho đến trong công sở, cho đến ở trong một cái tập thể, cộng đồng, đủ thứ hết. Ở đâu chúng ta gặp hai hạng người này hết. Thì cái người mà biết chọn bạn mà chơi, biết chọn bạn mà chơi đó, thì lại là một cái người một một cái một ở trong những cái khả năng rất là quý báu sống. Con người mình sống mà mình giao tiếp lung tung, và mình thích qua lại, thích thân cận với những người mà không đáng thân cận đó, thì cái đó là cái dấu hiệu rất là nguy hiểm. Chúng tôi chưa thấy một người nào tính cực đoan mà họ thích chơi với những người ôn hòa. Chúng tôi chưa thấy một người nào có cái tâm rộng rãi mà thích chơi với những người hẹp hòi hết. Thì phải nói một điều rằng
bài kinh này một lần nữa nhắc cho chúng ta biết là trong cuộc sống này, nếu mà chúng ta gọi là cuộc sống là có sự lựa chọn, thì một ở trong những sự lựa chọn rất là quan trọng, sự lựa chọn người mà mình thân cận. Chúng ta có thể chọn đúng, có thể chọn sai, chọn tốt, chọn xấu, chọn hay, chọn dở. Nhưng mà với một người con Phật, đúng nghĩa là con Phật là biết chọn những người chánh nhân, biết những chọn những người thiện nhân mà chúng ta để chúng ta thân cận, để chúng ta tiếp. Và những người chánh nhân và không phải chánh nhân, họ luôn luôn có những cái biểu tướng, có những hiện tướng mà Đức Phật ngài dạy ở đây rất là kỹ lưỡng, rất là rõ ràng. Thứ gì đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ trong bài học ngày hôm nay. Và bây giờ đó thì chúng ta sẽ trở qua phần thảo luận. Quý Phật tử hoan hỷ, chờ chúng tôi một chút, chúng tôi xem ở trong lớp học và có trường tòa Từ Quyền, có trường tòa Từ Siêu, có Siêu Nguyên Thông. Mà trường tòa Từ Siêu, trường tòa có còn ở trước máy không? Nếu trường tòa Từ Siêu nghe được, kính thỉnh trường tòa hoan hỷ nói cho vài lời ở trong lúc sẵn có thể được dạ, và kính trường tòa Từ Siêu. Từ Siêu. Anh đã vô một thời chưa? Kính bạch trên tâm đức kính thương thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một vài điều trong khi chờ đợi thương tội giác đẳng soạn câu thông luận. Chúng ta nghe qua bài đọc và bài giảng thì chúng ta đã hiểu rồi. Ở đây cái từ sabrisa và asabrisa đó, như thượng tọa giác đẳng nói khi nãy là, và thượng minh châu dịch sau này về dịch là chân nhân và phi chân nhân, mình nghe quen nhưng mà vì xét cho cùng thì ở bên Tàu người ta xài cái tiếng chân nhân thì người ta lại chỉ cho một người tu theo cái đạo tiên tiên gia, mặc dù họ chưa thành thành tiên nhưng mà họ cũng có được một cái đạo hạnh đáng kể. Thật ra chúng ta khỏi bị lầm lẫn cái đó, đúng ra đó, cái chữ sắp sai xài nhiều cái khía cạnh lắm thưa quý vị. Chẳng hạn như là khi mà chúng ta xài Đức Phật ngài dùng cái từ sắp đến xa ở trong bài kinh căn bản pháp môn, căn bản pháp môn mua lấp và dài giá sức tác trung bộ kinh thì ở đây trong cái bài một, kẻ vô văn phàm phu không ý kiến các bậc thánh, không nghe pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh Arya, bậc thánh đây là Arya, họ không ý kiến bậc chân nhân, không nghe pháp bậc chân nhân và không tu tập pháp của bậc chân nhân. Chữ sắp rứt xa trong từ
hợp này, nếu mà chúng ta dịch cái từ rất là thường thì nó không có lột hết cái ý nghĩa. Và đánh giá ở đây là ám chỉ cho Đức Phật. Và cái chữ Sabrisa ở đây bậc chân nhân đó, là để chỉ cho Đức Phật độc giác và các vị A-la-hán thinh văn. Nó tùy theo chỗ dùng thưa quý vị. Còn như cái chữ chân trong trường hợp này thì không để chỉ cho Đức, cho các cái bậc A-la-hán, bậc thánh đâu, mà chỉ cho cái người thiện và người ác. Chúng ta nói nôm na là người thiện và người ác, Sabrisa. Cái chữ Purisa là hạng người, là con người. Chữ sát trong trường hợp này đó, nó được giảng lược từ chữ Samma, tức là chân chính, chân chính. Một con người chân chính thì gọi là bậc chân nhân hay là bậc chánh nhân cũng được. Nhưng mà khi chúng ta nói đến chân nhân thì Asavarasa chúng ta là phi chân nhân thì dễ nghe. Nhưng mà nếu chúng ta Asavarasa dịch là chánh nhân thì Asavarasa không lẽ chúng ta dịch là phi chánh nhân. Nghe nó kỳ. Phi chân nhân thì nghe được, phi chánh nhân nghe không được. Và nếu như mà chúng ta gọi Sapurisa là bậc quân tử và hạng Asapurisa là tiểu nhân thì chữ tiểu nhân nó có cái chữ Akasapurisa, Akapurisa là hạng tiểu nhân, tức là hạng người kém, thấp kém, cái tư tưởng thấp kém của mình thì gọi là Akasapurisa. Cho nên ở đây đó, chúng ta hiểu nôm na là ở đây Đức Phật Ngài muốn nói đến cái hạng người thiện và hạng người ác, hay là hạng người tốt và hạng người xấu, như vậy thôi. Hạng người tốt và hạng người xấu. Thì đối với hạng người thiện đó thì có được cái thành tựu diệu pháp. Ở trong này để là người chân chánh đầy đủ chánh pháp. Cho nên cái chữ chánh pháp ở đây chúng ta lại bị hiểu lầm cái nữa. Hiểu chánh pháp là pháp Đức Phật, không lẽ cái người tốt là người có cái chánh pháp. Vậy là không, ai mà không phải quy Phật, quy Pháp, quy Tăng thì người đó suốt đời họ không phải là bậc Sapurisa hay sao? Cho nên ở đây đó, chúng ta cũng xài chữ nghĩa bất định nghĩa vậy thôi. Thì ở đây chúng ta xài cái chữ người thiện với cái người ác đó, thì chúng ta có vẻ như mặc dù nó không có dịch đúng ngữ, đúng cái ngôn ngữ, nhưng mà cái chữ đó nó nói được hết cho mọi trường hợp, mọi tình huống. Vì đối với cái người ác á, là họ có những cái pháp, cái phi diệu pháp. Cái phi diệu pháp của họ là gì? Phi diệu pháp của họ là họ không có vô tín ngưỡng, vô tà, vô quý. Thiểu văn ở đây tức là ít có nghe pháp, không có nghe pháp, không có nghe pháp. Lười biếng, thất niệm, ác tuệ. Tức là dù họ có trí tuệ nhưng mà cái trí tuệ họ là để mưu lợi, trục lợi.
Chứ cái trí tuệ đó không phải là trí tuệ để suy nghĩ đúng cái con đường, cái đạo lộ mà đưa đến sự an vui, đưa đến sự giải thoát. Cho nên mới gọi là Dupanya, tức là thiểu trí. Ở đây chúng ta gọi là thiểu trí chứ. Xài chữ liệt tuệ, ác tuệ thì nó cũng khó khó hiểu cho người Phật tử chúng ta. Chữ Đức Bà Nhô, chữ Đức Bà Nha, chữ đúc, tiếng Phật ngữ đúc có nghĩa là thiếu. Hay là xấu, nó xài nhiều nghĩa tùy theo chỗ. Còn cái người thiện đó thì họ có đủ cái chân nhân, họ có đủ cái chánh pháp, họ đủ cái diệu pháp, tức là họ sống có lòng tin, có lòng tàm, tức là biết hổ thẹn tội lỗi, có lòng quý là biết ghê sợ tội lỗi. Họ có nghe nhiều, gọi là đa văn. Nghe nhiều ở đây là chúng ta phải hiểu là nghe nhiều về Phật pháp, nghe cái điều hay lẽ phải, có tinh cần, có chánh niệm và có trí tuệ. Đó là nói trên phương diện Sattamát, Samanagato, hay là Asattamát, Samanagato. Cái điểm thứ hai khác biệt giữa người ác và người thiện, cái người ác á, thì họ thân cận với kẻ ác, Saprasa Patti, thân cận với kẻ ác. Còn người thiện thì thân cận với người thiện, gọi là Saprasapati. Cái câu mà ta nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã đó, hễ trâu thì tìm trâu, ngựa thì tìm ngựa, chứ không chứ con trâu có đi tìm đến cái bầy ngựa, mà con ngựa không có tìm đến bầy trâu. Cái chủng loại nào thì chủng loại đó. Cho nên người tốt thì giao du với người tốt, còn người xấu thì giao du với người xấu. Nhưng mà cái người tốt ở đây đó được Đức Phật định nghĩa là người, là những sa môn bà la môn, họ có lòng tin, có lòng tàm, có lòng quý, đa văn, tinh cần, tinh tấn, chánh niệm, có trí tuệ, thì đó là những người tốt. Mà khi mà ai thích thân cận với những hạng người tốt như vậy đó thì được gọi là người thiện. Ngược lại, nếu mà một người mà thích giao du thích thân cận với hạng xấu á, tức là hạng người không có tàm, không có quý, không có sự hiểu biết nhiều, luyến nhác, thất niệm và thiếu trí, thì như vậy được gọi là thân cận với cái hạng xấu. Một cái điểm thứ ba khác biệt đó là chinh ti. Chinh ti tức là cái sự suy nghĩ, cái sự suy nghĩ ở đây đó, cái suy nghĩ của cái người ác á, là họ suy nghĩ cái suy nghĩ đó tự làm hại mình,
hại người làm hại cả hai. Bởi vì cái ý nghĩ mà ý nghĩ ác á, hại người thì cũng có nghĩa là hại mình, bởi vì họ đã tạo cái ý nghiệp xấu. Cái ý nghiệp xấu đó nó sẽ khiến cho họ phải bị khổ đau lâu dài ở trong đời. Do đó cho nên cái ý nghĩ xấu, người ác bao giờ họ cũng luôn luôn sống từ sáng đến chiều là họ có cái ý nghĩ ác. Ý nghĩ của người ác. Còn người thiện thì có ý nghĩ của cái người thiện, tức là suy nghĩ cái ý nghĩ mà không có hại mình, không hại người, không làm hại cả hai. Những cái cụm từ mà hại mình, hại người, hại cả hai thì ở trong kinh điển nó nhiều lắm thưa quý vị. Tức là chung quy, bởi vì đâu có ai nghĩ rằng tôi làm xong tôi suy nghĩ hại mình được, tự hại mình được. Nhưng mà cũng phải, tức là cái tư tưởng quấy, tư tưởng xấu, cái tưởng ác, cái tư tưởng đó đó đã làm hại chính bản thân họ. Như Đức Phật ngài dạy, Đức Phật có dạy rằng như sét sanh ra từ sắc nó trở lại ánh sắc. Cũng vì kẻ ngu tự tạo ác nghiệp trở lại làm khổ cho chính nó. Thì khi mà chúng ta có thân ác, khẩu ác, ý ác, ý suy nghĩ ác á, thì như vậy cái đó là tự hại mình. Phải cái điểm thứ tư khác biệt giữa cái người thiện và cái người ác á, ở đây gọi là manh ti. Chữ manh ti là cái tư tưởng ở đây dịch là tư lường, một cái sự gọi là cái sự tính toán hay là cái sự suy tính. Cái sự suy tính đó, giữa cái người thiện và người ác cũng khác nhau. Người ác đó, thì họ suy tính cái gì họ cũng suy tính làm quấy, cho nên tự làm hại mình, hại người khác và hại cả hai, tức mình và người khác. Còn đối với cái người thiện, cái người chánh nhân thì họ suy tính cái gì thì suy tính những cái điều tốt, không hại mình, không hại người, không hại cả hai. Cái điểm thứ năm và so sánh giữa người thiện và người ác đó là qua chô, tức là lời nói. Cái người ác họ có cái lời nói của người ác, và người thiện có lời nói của người thiện. Lời nói của người ác tức là nói dối, nói đâm thọc, nói độc ác, nó phù phiếm, nó nhảm, nó nhảm nhí. Còn người thiện á, thì họ có lời nói của người thiện, tức là nói chân thật, hay là từ bỏ nói láo, nói hòa hợp, từ bỏ nói đâm thọc, nói dịu ngọt, từ bỏ nói ác khẩu, nói hữu ích, từ bỏ
lời nói vô ích. Rồi thứ sáu đó thưa quý vị là commento, tức là cái hành động giữa người ác người thiện, cái hành động khác nhau. Người ác thì họ hành động theo kiểu của người như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Còn người thiện đó, thì họ từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm. Rồi cái điều thứ sáu, cái khía cạnh thứ sáu là đích thi, tức là cái tri kiến. Ở đây chữ đích thi tức là cái, nhưng mà nếu mà chúng ta nói là cái nhìn thì như vậy nó không đủ chuyển tải cái ý nghĩa khi mà Đức Phật ngài định nghĩa cái người ác á, thì họ có cái nhìn không bố thí, không có bố thí, không có lễ hy sinh, không có lễ tế tự, không có quả gì thuộc các thiện ác. Thay vì chúng ta nói cái nhìn, chúng ta nói họ có cái tri kiến. Cái tri kiến của họ là họ cho rằng không có quả của bố thí, không có quả của cái lễ hy sinh, không có quả của tế tự, không có quả của các nghiệp thiện ác, không có đời này, không có đời sau, không có cha, không có ân đức của cha, không có ân đức của mẹ, không có các loại quá sanh ở đời, không có những vị sa môn và la môn, chánh hướng chánh hạnh. Đắc được đạo quả, thiền định vân vân. Còn cái người thiện đó thì họ có cái tri kiến. Họ có tri kiến. Họ hiểu có cái sự bố thí. Thiện ác có quả báo, có đời này có đời khác. Cha có ân đức, mẹ có ân đức, có các loại quả sanh ở đời, có những vị sa môn và la môn tu hành chân chính, có thể tự mình chứng đạt được thiền định và đạo quả. Tức là họ có chánh kiến. Còn cái người ác á, họ có cái tri kiến như vậy, gọi là có tà kiến. Và cuối cùng thì cái điểm khác biệt giữa người ác và cái người thiện đó, cái người ác họ bố thí theo cách của cái người xấu, còn cái người thiện họ bố thí theo cách của người tốt. Tức là người ác đó, thì họ bố thí không có tôn trọng. Người thiện thì họ bố thí cho ai đó, họ có sự tôn trọng để người thọ thí. Kẻ ác thì họ bố thí không với tự tay, còn người thiện thì bố thí với tự tay. Kẻ ác bố thí không có suy tư, còn người thiện thì bố thí có suy tư. Kẻ ác bố thí những cái vật quăng bỏ, còn người thiện thì họ bố thí những cái vật cần dùng, tức là những cái vật tốt. Như khi nãy
Đường tôi giác đẳng có dẫn chứng trường hợp cũng là hai người con, hai anh em, thì người em nói người anh là mua cái điện thoại mới, cái điện thoại cũ thì cho cha mẹ đi, bỏ đi rồi cho cha mẹ đi. Thì cái đó, cái nhìn đó thì mình thấy nó cũng kỳ. Trong khi người anh đó thì nói chẳng thà mua cho cha mẹ thì mua cái điện thoại mới cho cha mẹ, còn cái điện thoại cũ này nếu không xài nữa thì mình bán rẻ mắc thì làm gì làm, hay dục bỏ cũng được. Thì như vậy giữa hai cái sự bố thí của cái người tốt và cái người xấu đó, thì nó có cái điểm khác nhau cái chỗ đó. Rồi thứ năm là cái người ác đó, họ bố thí họ không có nghĩ tương lai. Cái người xấu họ bố thí họ không có nghĩ tương lai, gặp là cho đại, cho khuất mắt, cho bỏ ghét vậy thôi, để cho ăn mày đi cho rồi, đừng đứng trước cửa nữa. Nhưng mà cái người thiện á, cái người hiền thiện thì khi họ bố thí họ nghĩ rằng là rất có thể ở trong đời này mình nghèo khổ là do đời quá khứ, mình không có bố thí, cho nên bây giờ có dịp người đến xin thì mình cho, để trong tương lai mình không có bị đau khổ, không bị nghèo khổ, không bị vân vân, có nghĩ đến tương lai. Như vậy thì ở đây tất cả là tám khía cạnh mà Đức Phật ngài nói lên để trình bày về những cái dấu hiệu của cái người bất chính và cái người chân chính. Sapurisa và cái hạng người Sapurisa, thì đó là những một vài điều mà chúng tôi xin chia sẻ lại với quý vị trong khi chờ đợi thượng tọa Giác Đẳng nêu câu hỏi. Chúng tôi làm mất thời gian quá. Bây giờ xin thỉnh thượng tọa Giác Đẳng trở lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sao tôi kính thỉnh thượng tọa tu sư. Bạch thượng tọa tu sư, thật ra thì bài kinh này nếu chúng ta nhắc lại thêm một vài lần nữa cũng rất là nên. Bởi vì đây là những điều mà đôi khi chúng ta hay chúng ta không có chịu để tâm nhiều lắm. Rất là trường thượng tọa đã còn một số các chi tiết. Bạch thượng tọa tu sư, ở đây muốn hỏi thượng tọa quan hỷ xác nhận rõ cái gì chánh niệm ở trong tám pháp của một bậc chánh nhân, thì có như là có lòng tin, có tàm, có quý, có nghe nhiều, có tinh cần, có tinh tấn, có chánh niệm, có khi mà nói đến chánh niệm mới có nhiều chánh niệm, nghĩa là mình phải tu thiền quán, khi mà chúng ta được chánh niệm đúng nghĩa, tức là cái cuộc sống mình không có quên trước quên sau, ý thức rõ cái gì mình đang làm đang nói có phải vậy không, thì xin thưa tôi nghĩ cho về ý kiến rõ về cái chánh niệm ở trong trường hợp này, cái thỉnh thưa tôi. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, ở trong bảy pháp mà gọi là sattamma, tức là bảy diệu pháp, cái này bảy diệu pháp chứ không phải tám, nhưng tại vì cái chữ arattha viriya nó là một từ, nhưng mà ngài hòa thượng Minh Châu chỗ này ngài tách ra để tinh cần tinh tấn,
có cái dấu phẩy, thành ra chúng ta kể thành tám. Chứ Arattha Virya là một. Bởi vì ở trong Tăng Chiều Kinh khi nói đến bảy cái Sattama, bảy cái Sattama là cái chương Sattanipata, chương bảy pháp là đã có lần chúng ta học qua đó. Thì ở đây đúng như Thượng Tọa Giác Đẳng đã nói, thì cái chỗ này nếu mà cái hạng Sapurisa đó mà thuộc về là đệ tử của Đức Phật thì ở đây cái chữ có chánh niệm thì chúng ta phải hiểu như là cái sự có sự tu tập. Tuy nhiên cái chữ này ở trong chánh văn Pali đó thì không có xài cái chữ chánh niệm samasati mà xài cái chữ upatthitasati. Upatthitasati tức là trú niệm. Trú niệm tức là cái người không có lẫn, không có hay quên, làm việc gì cũng có cái sự nhớ cẩn thận. Một người làm việc ở bên ngoài như một người thợ điện hay là một người thợ hồ, khi họ làm cái việc gì họ cũng phải nhớ rõ. Nếu mà không nhớ mà họ tâm họ quên lãng, họ lãng quên đi chỗ khác thì công việc sẽ bị thất bại. Nếu mà đấu với điện mà không biết ở nước ngoài đó, người ta đấu với điện ở trong điện thắp sáng ở trong nhà người ta đấu như thế nào không biết, nhưng mà thợ điện ở bên Việt Nam á, khi họ đấu với điện thì quý vị, những người thợ chuyên nghiệp á, thì mình chỉ định cho họ ở đây gắn đèn, ở đây gắn đèn, đèn tròn, đèn dài, đèn ngủ, đèn thắp sáng gì đó, thì họ sẽ chạy cái đường dây ngầm ở trong tường trước. Khi mà họ chạy ra như vậy đó, như chúng tôi cất cái chùa Xử Lý Bển, khi mà thợ điện mà họ chạy trong chánh điện, chạy dây điện, chúng tôi cười, chúng tôi nói là anh thợ hay quá, anh đi dây điện cả nồi như vậy rồi mai bốt anh vô ráp làm sao anh biết cái đường dây nào của vô cái công tắc đó của cái bóng đèn bên này bên kia vân vân. Gắn cười ông nói giờ con nhớ chứ, nếu không nhớ đấu khi mà bật cầu dao lên nó nổ cầu chì nó có thể là nó cháy nhà. Thì như vậy chứng tỏ rằng là trong cái công việc nào quý vị làm là phải có cái sự ghi nhớ, phải có sự ghi nhớ, chứ không có mà cái tâm mà lơ đễnh. Cái tasati tức là thất niệm, ở đây có nghĩa là cái sự lơ đễnh. Còn cái chữ upatthitasati tức là cái sự trú niệm, tức là không có lơ đễnh hay là có một cái sự nhớ biết, có cái sự tỉnh táo
có sự tỉnh táo. Cho nên ở đây đó, khi mà chúng ta học về Phật pháp thì chúng ta phải hiểu từ Phật học, từ khi mà dịch ra như vậy, nhưng mà chúng ta phải hiểu làm sao để có thể áp dụng được trong đời thường của chúng ta, mà chúng ta cũng áp dụng được trong cái việc tu tập của chúng ta nữa. Như là chữ Upasthitasati là trú niệm, từ đó chúng ta phải xài trong cả hai phương diện. Khi mà chúng ta lái xe, chúng ta phải có cái sự nhớ biết tỉnh táo, chứ không thể lo nghĩ ngợi lung tung rồi cái chúng ta lơ đễnh chạy đèn xanh đèn đỏ, chúng ta cũng không để ý, chúng ta chạy qua rồi bị thổi phạt. Hoặc là chúng ta đang chạy lo suy nghĩ, đến trường chúng ta phát hiện thì cái ổ gà ở trên lộ, cái chỗ lộ mình nó sập lở đó, chúng ta lại bị giằng sóc, chúng ta có thể giật mình hay là có thể hư hỏng xe cộ hoặc có thể gây tai nạn v.v. Thì khi mà chạy thì chúng ta phải để ý đến những cái chỗ đó, cái chỗ nào mà con lộ nó xấu, nó bị giằng sóc, có ổ gà đó, thì mình phải chạy chậm, mình bò xuống rồi leo lên, thì như vậy xe nó không có giằng sóc, bò ngang qua rồi chúng ta mới chạy tiếp, chứ không phải chúng ta chạy nhanh được. Chúng ta ngay cả là việc ở trong ở nhà cũng vậy, chúng ta muốn sửa điện hay để chúng ta muốn sửa ống nước, hoặc là chúng ta bật bếp ga để chúng ta nấu được cơm, thì chúng ta cũng phải nhớ biết. Ngay cả cái chuyện ví dụ như ở trong phòng chúng ta đi ra, chúng ta phải nhớ rõ là mình kéo cửa phòng có khóa, có bấm chốt khóa, rồi cái chìa khóa mình đã nhớ bỏ theo trong người rồi, chứ không phải là chúng ta đi một cách vội vã mà chúng ta bỏ chìa khóa trong phòng chúng ta không hay, hay là chúng ta đi mà chúng ta chưa kịp bấm chốt khóa phòng, khóa cửa nhà rồi chúng ta đi thì ăn trộm nó sẽ mở cửa mà nó đi vào đó. Bất cứ công việc gì ngoài cái việc tu tập ra, chúng ta cũng đều phải trú niệm, tức là chúng ta không có cái sự lơ đễnh, mà chúng ta phải có cái sự nhớ biết. Còn đời sống hàng ngày, khi một người mà làm việc gì cũng lơ đễnh, không có tập trung, không có nhớ biết, không có tỉnh táo, thì xem như là cái người đó là Saburusat. Ở đây chúng ta phải hiểu cái chỗ này là như vậy. Thì bây giờ xin được thỉnh Thượng Tọa Giáo Đẳng trở lại Nam Mô Bụt Thầy vậy. Sa thú kính chư Tập Đế, Thánh Thượng Tọa đề nghị còn lại khoảng 15 phút thì sẽ để và Tọa Thiên Quyền như chư Tăng sẽ truyền sư Quỳnh rất nhiều. Bây giờ thì Thượng Tọa Thiên Quyền ấy, Thượng Tọa có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Thiên Quyền có ở trước máy, Thượng Tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 2. Thượng Tọa Thiên Quyền, có nhiều người họ quan điểm rằng mình sống là mình nên bình đẳng, không có nên kỳ thị, thấy mọi người giống nhau. Cái sự phân biệt đối xử, cái sự phân biệt trong cách là ai là người thiện, ai là người ác, ai là người mình nên thân cận, không nên thân cận, có phải là thái độ kỳ thị không? Xin thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Bụt Thầy và Nam mô Tam Ma và Nam mô Sang Kha với giờ thưa được chúng được nghe rõ. Dạ cảm ơn quý vị, chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, từ Tỳ Giác Đẳng,
tinh tâm minh hạnh để đức tự tri, để đức nguyên sư Nguyên Thông cùng chư tăng đang hiện diện thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Có thể nói rằng là cái tinh thần á, cái sự phân biệt hay cái sự đối xử giữa người thiện và người bất thiện có tạo nên cái thái độ mà chúng ta gọi là cái thái độ kỳ thị không? Thì thế nào là một thái độ kỳ thị? Thái độ kỳ thị tức là thái độ khinh miệt, khinh miệt một thái độ tức là xem thường, một thái độ mà phân biệt một cách rõ ràng. Thì cái sự phân biệt giữa một người thiện người ác nó rất là khác. Nói như vậy, nhưng ở một cấp độ khác đó, thì quả thật cái sự kỳ thị đó đó, người ta kỳ thị mình đó, ở một cấp trình độ đó đó, thì đứng trên người đó có một cái chúng ta cảm thấy bị mặc cảm, chúng ta cảm thấy bị tự ái, chúng ta cảm thấy bị phân biệt. Thì ở đây thiện ác có sự phân biệt rõ ràng. Có thể một người thiện đó nghèo, một người ác rất giàu, nhưng một người thiện đó, à, một người thiện đó, người ta rất là sợ, người ta có sự phân biệt rõ ràng. Cái ác của họ, cái giàu có, cái tốt đẹp, cái quyền uy của chính họ, đó chính là họ đang do cái ác họ tạo nên. Chở một cấp độ khác nữa, nếu mà còn một người mà có một cái tánh thiện, thì ở đó người đó không phải có một cái sự phân biệt để mà khinh bỉ, chê bai, hay hoặc là mang tính tức là để xem thường họ, mà để hoặc là để mắng nhiếc họ, hay hoặc để là để họ phục vụ cho mình, hay là xem họ như là một người thấp kém. Thì trên cái tinh thần của một người có trí tuệ, người ta sẽ không, người có một cái bậc trí, hay hoặc là một người thiện có cái tâm thiện á, thì họ sẽ suy nghĩ khác hơn, tức là họ không thân cận, họ không sinh hoạt chung, và họ thương cho một người này đã đang lầm đường, đã đang tội lỗi. Chúng ta nhớ rõ như vậy. Nhưng họ nhất quyết là họ không có cứ sinh hoạt chung, họ không có giao du, họ không có gần kề. Đây là cái chắc. Còn á, cái mà khinh biệt á, là do họ cũng có gần kề, nhưng điều cái sự kỳ thị nó vẫn xảy ra. Còn cái mà ở đây là người ta trốn, ta tránh, ta né. Né cái gì? Né xa cái người ác, bởi vì người ta sợ tam nghiệp của họ dao động, hay là họ sẽ bị xuống hướng, vân vân. Thì vì cái tình huống đó đó, cho nên hai cái ý niệm phân biệt á, nó khác nhau. Cái ý niệm phân biệt mà nó một trạng thái, nó mang tính ý nghĩa của tự tâm để bảo vệ tâm tốt đẹp, và một cái sự phân biệt mà từ cái ác tâm nó khởi lên là nó rất khác. Một cái thiện tâm đây, họ muốn giữ gìn bảo vệ cái thiện tâm của họ, cho nên họ không gần người ác, không gần người bất thiện. Cho nên gọi là nếu mà nó có sự kỳ thị thì họ không phải vì một cái sự khinh miệt gì cả, mà chính là một cái tâm của họ tránh né, cho họ không khởi ác, bằng một cái tâm người mà nhìn thấy người ta khổ, nhìn thấy người ta nhớp nhúa, nhìn thấy người ta thiếu học, nhìn thấy người ta kém khuyết về thân xác, thì lập tức người kỳ thị đó khởi lên một cái sự khinh thường, một cái sự so sánh, một cái ngã mạn rất là to lớn. Còn ở đây người trí thì không có một sự so sánh bằng cách ngã mạn đó, mà chính là họ không muốn bị lệ thuộc, họ không muốn bị cùng đi đường, và không muốn coi như sinh hoạt chung để cộng nghiệp chung. Cho nên ở đây cái thái độ đó, đó là nó rất khác, nó khác hơn cái sự kỳ thị. Thì kính bạch thượng tọa, đứng được cái nhìn của chính con thì con thấy rằng là cũng không có cái gì mà gọi là quá đáng khi mà chúng ta thấy tránh xa cái người ác, chúng ta không giao du, chúng ta không sinh hoạt của chính họ, là cái điều đó là đem lại sự tốt đẹp cho chính mình, chứ không phải là một điều kỳ thị, không phải là một điều khinh miệt, không phải là một sự phân biệt. Còn cái sự phân biệt mà tính kỳ thị đó chính là một sự xem thường, một cái sự ngã mạn mà so sánh rằng mình hơn người, hoặc khinh miệt người, hay gọi là có cái sự khó chịu với người,
bởi vì họ gần mình. Mình chúng ta cho rằng đồ thứ nhơ nhớp, đồ thứ mất vệ sinh hay hoặc là thế này thế kia, thì đó chính là một cái điều mà đi ra đi lên từ một cái sự bực bội, cái sự phẫn uất, hay là một cái sự chấp hữu chấp ngã, cho rằng mình hơn người, cao cao thượng hơn người, mình hoặc xin lỗi, mình cao cấp hơn người, mình có cái đời sống nó mà chúng ta gọi là thời đại hơn người, vân vân. Thì đó chính là một cái sự kỳ thị, một cái sự khinh miệt mà nó đưa đến cái sự đau khổ cho người khác. Còn ở đây cái người có cái pháp thiện ở trong tâm, người có sự thiện lành trong tâm, người đó không gây cái sự đau khổ cho người, mà chính người đó sợ và tránh né để tâm mình khởi lên cái như chính họ có cái tâm mà có cái tâm mà bực bội, có cái tâm khó chịu hay có cái tâm khinh miệt. Và đây chính là cái câu trả lời của chính con. Nếu có gì cần một chút thì kính cung tin thường tọa. Nam mô Bụt Thầy nhé. Sa thú cái trường hợp sự thật sự quyền. À, siêu nguyên thông ơi, siêu nguyên thông có ở trước máy không? Nếu siêu nguyên thông nghe được xin Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tuân lệnh sư phụ. Có đáp án cho câu thảo luận số 3 hỏi rằng: sống biết suy xét, biết cái gì nên làm để lợi mình, lợi người, lợi cả hai, có phải là một biểu lộ của tâm từ Metta? Dạ, kính thưa sư phụ, con thấy là câu hỏi thảo luận số 3 này là để cho giúp cho các người đọc, người nghe hiểu rằng cái nhiệm vụ của người Phật tử hay là người tu sĩ là sống phải biết xét điều gì nên làm. Làm để làm gì? Làm để lợi cho mình và lợi người, lợi cả hai. Thì đó là một cái thái độ của một người có trí, là không làm hại mình mà không làm hại người. Và nếu làm việc gì đó thì phải có lợi cho mình, có lợi cho người. Thì đó là cái thái độ chân chánh, thái độ của người có trí tuệ. Và có lợi cho mình, có lợi cho người thì đó là một người có cái tâm từ bi. Và thưa sư phụ, cái tâm từ bi này là con người mà chúng ta quân tập được cái tâm từ bi này là một người khôn ngoan. Là bởi vì khi mà chúng ta có cái tâm từ bi đó, thì chúng ta không có cái tâm sân. Bởi vì hễ có tâm từ là không có tâm sân. Thì một người mà có cái tâm từ bi thì trên đời này ít có phạm lỗi, ít có phạm giới. Bởi vì mình làm cái gì đều cũng phải có suy nghĩ chín chắn, là có cái tâm từ để cho lợi cho mình và lợi cho người khác. Bởi vì vậy cho nên câu thảo luận số 3 này không phải là chỉ để mà trả lời, nhưng mà để học hỏi, để thấy rằng mình phải suy biết, suy nghĩ, xem xét những điều gì nên làm và phải làm đúng theo cái giáo pháp mà Thế Tôn đã giảng giải chúng ta cách đây hơn 2.500 năm. Và cái câu thảo luận số 3 này, sống biết suy nghĩ, biết suy xét cái gì nên làm để lợi cho mình, lợi cho người, lợi cả hai, thì đó là cái điều mà chúng ta nên làm. Kính thưa sư phụ, con xin tri ân sư phụ để giảng giải câu cô thảo luận số 3 này. Và với ý của con thì con thấy là như vậy là đúng. Và chẳng những là biểu lộ một cái tâm mà là một cái thái độ hành xử đúng theo Thế Tôn đã giảng dạy, là phải làm điều gì đó mà phải suy nghĩ có lợi của mình, có lợi cả hai, chứ không phải là tham lam có lợi cho mình mà hại người khác, mà không phải là có lợi cho người khác mà hại cho mình. Và đó là cái thái độ đúng đắn nhất. Con xin trao mai lại cho sư phụ để sư phụ giảng giải thêm cho con học hỏi, và đạo tràng sẽ có lợi lạc là
hiểu biết được trí tuệ của sư phụ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con thỉnh mời sư phụ Trợ Lâm Mai và chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Con thỉnh mời sư phụ. Sa thủ kính trình sư Minh Thông. Thưa quý Phật tử, bài kinh này hôm nay là Mãn Nguyệt Tiểu Kinh và hôm qua là Mãn Nguyệt Đại Kinh, cho chúng ta hai cái góc cạnh khác nhau về Phật học. Đức Phật này có dạy những vấn đề rất là ly chi, rất là vĩ mô, đào sâu vào hiện tượng giới. Trong Đức Phật này cũng có những lời dạy liên quan đến thưởng thức, liên quan đến cuộc sống hàng ngày. Thứ gì ở trong cuộc sống thì chúng ta cần cả hai mặt hết. Cần cả hai mặt. Có những người sống rất giỏi về kinh điển, rất giỏi về những cái chuyên môn, nhưng mà chúng ta không có quan tâm những gì thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày. Và có nhiều khi có những người sống quá nặng về cuộc sống hàng ngày mà chúng ta quên đi cái chiều sâu của vấn đề. Cả hai đều rất là cần thiết. Chúng ta là con Phật, nếu mà chúng ta chịu khó lắng nghe, chịu khó nhìn thì chúng ta thấy rằng Đức Phật mở cho chúng ta cả một phương trời cao rộng. Và trong phương trời cao rộng đó, như một đại dương mênh mông, mà trí tuệ của chúng ta là những con kình ngư có thể lội ở trong cái mênh mông của đại dương đó. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma ở tại đây. Kính chân chư tăng đã vào Room để chia sẻ, thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy Giảng. Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong Room, chúng con kính tri ân chư tăng đức đã mở lòng bi mạng giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dặn chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm tịnh thính pháp, kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ớt xuống công viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Tha Giá. Con kính tri ân quý ngài Nhật Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu.